Trong một diễn biến có liên quan, thì hôm qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã phụ báo phụ trắng Samantha Lewthwaite, người bị nghi ngờ chỉ đạo cho cuộc tấn công khủng bố ở Kenya hôm 21 tháng 9. Động thái của Kenya được tiến hành chỉ vài ngày sau khi nhà chức trách nước này chấm dứt cuộc bao vây các tay súng Hồi giáo ở thủ đô Nairobi. Cơ quan cảnh sát quốc tế đã đưa mức cảnh báo đỏ đối với Samantha Lewthwaite theo yêu cầu truy nã của chính quyền Kenya. Tuy nhiên, đối tượng 29 tuổi này bị truy nã không phải do liên quan trực tiếp tới vụ khủng bố trung tâm thương mại Westgate, mà do Lewthwaite bị phát hiện tàng trữ chất nổ và âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố vào hồi tháng 12 năm 2011. Lewthwaite là con gái của một quân nhân Anh và sinh tại Bắc Ireland và sau đó chuyển tới Aylesbury để cải trang đạo Hồi. Lewthwaite cũng chính là vợ của một trong những thủ phạm thực hiện vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng ở London vào tháng 7 năm 2005, khiến 52 người thiệt mạng.